Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của Hồng Việt TV. Kính thưa quý vị, chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, tủ giường, nệm đều được làm tại Italy. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage, vật lý trị liệu hiệu Inada làm chánh gốc tại Nhật Bản. Thời gian vừa qua quý vị đồng hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua sắm, xin vào thăm trang nhà teletronusa.com. Quý vị có thể gọi điện thoại mua sắm qua số 1-877-892-6999. Kính thưa quý vị, sau đây là thông báo của công ty điện tử Teletron. Để chào mừng Đệ Tam Chu Điên, chi nhánh Teletron Luxury Lifestyle trong thương xá Phước Lộc Thọ và nhân dịp lễ tạ ơn, kính mời quý đồng hương tham dự chương trình nhạc hội tạ ơn hoàn toàn miễn phí do Teletron tổ chức tại sân khấu Phước Lộc Thọ trên đường Bô Sa Lý Đô Sài Gòn vào ngày Chủ nhật 19 tháng 11 từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều với sự góp mặt của hơn 40 anh chị em ca nghệ sĩ nổi tiếng như Lệ Thu, Thanh Lan, Đặng Thế Luân, Y Phương, Diễm Liên, Nguyên Khang, Thiên Kim, Hà Thanh Xuân, Lâm Thúy Vân, Mai Thanh Sơn, Loan Châu, Hoàng Thục Linh, Tuấn Vũ, Như Mai, Hoàng Anh Thư, Bảo Khánh, Ngọc Minh, Phương Hồng Quế, Ngọc Đăng Thanh, Đăng Vũ, Trang Thanh Lan, Thiên Trang, Công Thành Liên, Khánh Trân, Philip Huy, Diễm Ngân, Thanh Vi, Cải Lương, Phượng Liên, Tuấn Châu, Hài Kịch, Bảo Quốc, Hồng Loan, MC Nam Lộc, Giáng Ngọc, Quốc Thái và tài tử Kiều Trinh, ban nhạc Hoàng Nghĩa, cổ nhạc Hoàng Phúc, âm thanh Dũng Hạ Trắng. Nhạc hội tạ ơn kỷ niệm Đệ Tam Chu Niên Teletron ngay trong khu Phước Lộc Thọ ngày Chủ nhật 19 tháng 11 sắp tới đây, tức là cuối tuần này thưa quý vị, từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều là hoàn toàn miễn phí, không bán vé. Kính mời quý vị đồng hương cùng đến tham dự và quý vị nào mà ở tiểu bang khác nhân dịp lễ tạ ơn sắp tới mà có về chơi ở Nam Cali thì mời quý vị đến với sân khấu Phước Lộc Thọ. Thứ nhất là xem những mặt hàng on sale rất đặc biệt, kỷ niệm Đệ Tam Chu Niên của Teletron và bên cạnh đó là chương trình văn nghệ hoàn toàn miễn phí. Vâng, rất mong gặp quý vị vào ngày Chủ nhật sắp tới đây, ngày 19 tháng 1 tại khuôn viên Phước Lộc Thọ, thương xá Phước Lộc Thọ trên đường Bô Sa thưa quý vị. Dạ, một chương trình này có tiền mua cũng không được. Tại vì không có chương trình nào mà gom tụ hết khoảng 50 ca nghệ sĩ của California này thưa quý vị. Trang Thanh Lan rất là mong gặp quý vị tại Phước Lộc Thọ ngày mà lại hoàn toàn miễn phí nữa chứ. Hoàn toàn miễn phí. Dạ. Và nếu mà chương trình mà dài quá thì mình có quyền mình ăn uống Phước Lộc Thọ bán đủ loại luôn. Rồi mình vô mình nằm ghế Inada nữa. Dạ, mệt quá mà vô ghế Inada mình nằm chút xíu mình ra mình coi tiếp. Mà bây giờ lại có cái ghế mới là Fuji Medic. Dạ. Thưa quý vị, cái loại ghế này cũng của Nhật Bản, Made in Japan thưa quý vị. Yeah. Để nó thích hợp với có những quý vị nào mà mua cái chiếc ghế Inada mà không có điều kiện mua chiếc ghế Inada khoảng 10.000 thì quý vị có thể mua ghế này cũng làm tại Nhật và cũng hiện tại bây giờ thì bớt 35% off, chỉ có là 6.499 đồng thôi, coi như 6.500 mà coi như 6.500. Cái ghế này là cũng tương được cái công suất nó cũng giống như gần như Inada, tùy theo cái thể trạng của mỗi người. Yeah. Quế thấy rằng là thời gian qua mình đó, nếu mà mình thích mạnh á đó đúng mình rồi ngồi ghế Fuji quý vị mà trẻ trẻ như Nghĩa đó hoặc là dưới cái tuổi mà cao niên 60 đó thì mấy người trẻ trẻ hoặc là thích những cái đi làm về mệt mà muốn những cái ghế mà massage cho nó mạnh thì cái ghế Fuji Medic cũng làm tại Nhật thì rất là tốt thưa quý vị. Rồi. Thấy rằng thích hợp với những người trẻ tuổi trung niên. Dạ. Yeah. Rồi Trang Thanh Lan xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán giả chương trình Nhạc Tình Chiều Thu tại hội trường Nhật báo Người Việt vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy 18 tháng 11 năm 2017 gồm những ca sĩ Phường Quế, Tuấn Vũ và Trang Thanh Lan và các ca sĩ thân hữu hát cho nhau nghe. Mục đích của chương trình là để giới thiệu bác sĩ Mai Khanh Trần, ứng cử viên Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ hạt CA39 đến với đồng hương tại California. Và giá vé đồng hạng $20 có bán tại nhà sách Tú Quỳnh và nhà sách Tự Lực. Vâng, số điện thoại nhà sách Tú Quỳnh là 714-531-4284 thưa quý vị. Sau đây là một bảo trợ nữa của chương trình Thế Hậu Phương. Vâng, công ty Dược Thảo Cảnh Thiên, một thương hiệu có uy tín về dược thảo đông y. Đông y sĩ Cảnh Thiên với kinh nghiệm trên 50 năm xem mạch rất hay, thuốc thang đúng bệnh. Ông đã từng giúp hàng trăm nghìn đồng hương chiến thắng nhiều căn bệnh hiểm nghèo, giúp quý vị cao niên chọn liệu pháp dưỡng sinh tăng sức khỏe và tuổi thọ. Chúng tôi luôn lấy phương châm tất cả cho sức khỏe để phục vụ đồng hương, có xem mạch, hốt thuốc thang.
có trên 140 mặt hàng dược thảo đặc chế rất công hiệu. Muốn mua dược thảo 100% organic của công ty dược thảo Cảnh Thiên, xin liên lạc số 855-775-1069. Mở cửa 7 ngày từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Đây là nơi làm việc duy nhất của Đông Y sĩ Cảnh Thiên, không có chi nhánh nào khác. Xin quý vị đồng hương lưu ý để tránh lầm thầy, lầm thuốc. Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi đang tiếp chuyện với anh thiếu úy, thiếu tá Đặng Văn Sơn, anh thuộc sư đoàn 5 bộ binh, và bên cạnh anh cũng là hiền thê của anh. Sau chương trình này thì sẽ là hiền thê của anh, chị Lê Thị Em. Dạ vâng, em xin mời chị gửi lời chào đến quý vị khán thính giả, thưa chị. Dạ, em tên là Lê Em. Em xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Hồng Việt TV. Dạ, chúng em xin chào chị. Dạ. Thưa chị, hồi nãy chị nghe anh nói chuyện về cái chế độ trước. Thì em nghĩ là chị là một người rất là hiểu biết. Và khi lập gia đình với anh, là thứ có nghĩa là sau khi anh đi học tập tù cả Cộng sản về, thì là chị mới gặp anh, thưa chị. Dạ, dạ, thưa phải. Mà lý do gì mà chị thấy một người tù về coi như là áo bạc sờn vai, coi như là không còn gì hết, mà không chị có tương lai, một người tù không tương lai, trở về không tương lai. Mà lý do gì mà chị chọn anh để đến với hôn nhân, thưa chị? Dạ thì hai cô hỏi vậy thì tôi chỉ nói vắn tắt là lý do là coi như là vì hoàn cảnh đất nước, là vì ổng đi là tù ổng khổ quá, mình thương. Rất là thương. Có nghĩa là trước đó là chị đã yêu lính rồi, chị đã ái mộ các anh lính Việt Nam Cộng Hòa rồi. Thì đã thấy anh tuy là không còn là một người không còn là một người lính của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà cái hào quang của anh vẫn còn, phải không chị? Em vẫn còn cái lý tưởng yêu lính. Mà trong trường hợp nào thì chị lại gặp anh? Dạ thì có một người bạn của tôi là lính của ảnh. Thì khi mà ông bạn mua bán làm ăn chung với mình á, thì ông có nói là tại sao mà chị không lấy chồng đi. cái tôi mới nói trời, anh nói vậy à, cũng tội nghiệp cho tôi không lẽ người ta không cưới tôi rồi tôi sao giờ. Tại chưa có ai thương tôi, chứ nếu có ai thương tôi thì tôi chịu, tôi cũng ưng liền. Mà sao không biết sao mình nói được cái câu nói đó, chúng nhầm thần linh hay sao á. Rồi sau khi ổng đi, ông này ổng đi ở tù về. Ông ở tù về thì ổng ngồi ổng bán cái quán cóc ở ngoài đường đó cô. Thì anh bạn ổng đi ngang đó, anh thấy ông thầy của ổng là ông này. Cái ổng vô ổng thăm thì ổng mới biết ra là ông này là bị vợ bỏ. Rồi ổng mới tới luôn thăm, rồi ổng mới giới thiệu cho mình. Ổng dẫn lên nhà mình, ổng giới thiệu. Thì cho nên mình mới gặp được ông này thôi, chứ mình cũng không có gặp được ông lớn này. Ai bỏ thì tôi lấy rồi nha. Dạ. Thương, dạ vâng, đây là những cái mảnh đời, dạ, thương lắm. Những mảnh đời chấp nối. Nhưng mà em thấy rằng em khi mà em đến nhà gặp anh chị đó, thì em thấy rằng những cái mảnh đời mình vá víu sau cái cuộc chiến tranh của mình còn lại, thì em thấy rằng có những cái cuộc tình nên vợ nên chồng sau ngày 75, những cái tan vỡ mất mát cũng đền bù lại những cái hạnh phúc khác. Có nghĩa đã quá thông cảm với nhau rồi. Thì anh cũng, chị cũng biết hoàn cảnh trước của anh rồi. Chị vẫn, và anh ở tù về nữa, chị vẫn tiếp tục đến với anh. Thì rồi anh chị lập gia đình lúc nào, hai người đám cưới lúc nào thì chị? Dạ em với ảnh thì biết nhau, ảnh biết nhau thì có 3 tháng. Có 3 tháng rồi thì bà mẹ già mới khuyên mình, mời ổng mời mình ra nhà. Ông mời mình ra nhà để đám giỗ bố. Thì mình cứ nghĩ hoài, mình nghĩ mình không lẽ mình con gái mà mình đi tới nhà người ta kỳ quá. Nhưng mà mình suy nghĩ mình phải đi, tại vì mình thấy cái trường hợp của anh này đó thì coi như là nó dở dang rồi. Mà mình thì thật sự mà nói mình chưa có quen biết với ai hết. Lúc đó là mình 35, 36 tuổi. Ồ, vậy là trễ rồi. Dạ, trễ. Năm lập gia đình. Dạ, dạ đó. Còn không lẽ. Vì cái chỗ mà mình thật sự mà nói mà mình lý tưởng với lại quốc gia lắm. Nói thiệt. Thành ra mình không có lập gia đình mà mình không có quen với ai. Cái thời kỳ đó. Nếu lúc chị lập gia đình thì chị lấy toàn là mấy ông cán cố không? Cán cố cái nhiều không anh? Thành ra không bao giờ. Cho nên là khi mà mình gặp ổng mình thương lắm. Giới thiệu, ông bạn giới thiệu cho mình biết. Trời ơi, ra nhà thăm
thấy ông ngồi ông bán cái quán cốc ở ngoài, rồi bà cụ thì ở trong nhà, bà cụ bệnh. Mà cô biết hả, tôi á, tôi ra tôi thấy ổng tôi thương lắm. Cái ổng cũng tâm sự, ổng tâm sự ổng nói là cái hoàn cảnh là như vậy. Yeah. À, nếu mà em chấp nhận á thì coi như anh em với anh sống với nhau, cưới nhau để sống. À, thì em nói em bây giờ hoàn cảnh em thì ba mẹ mất hết rồi, ba mình cũng mất, lúc đó mới có 3 tháng 10 ngày thôi. À, mới có 20 mấy ngày thôi chứ không phải 3 tháng 10 ngày. Khi mà ra ổng thì bà mẹ nói khuyên thôi 3 tháng 10 ngày xả tan đi rồi để bác cưới cho Sơn đi để cho nó yên. Rồi bác chết và bác cũng là vui để cho nó có vợ, cho nó thấy nó giờ nó tội nghiệp. Thì cô thấy, tôi thấy vậy tôi thương ổng quá trời luôn á. Tôi ra sườn muốn chết, giờ thương chết luôn thiệt. Tới giờ này em nói thiệt, tới giờ này em cũng vẫn thương ảnh, vẫn quý ảnh. Thương chứ chị, vợ chồng mà giờ. Mà chị biết hả, bao nhiêu người đều nói em á mua bán làm ăn thì thật sự mà nói cũng phải là hồi đó mình đi mua bán nhà chai thôi, tại vì cha mẹ nghèo, em út thì đông. Rồi sau cái việc cộng nó vô cái là coi như là ba mình già rồi, chỉ có một mình thứ ba mình lo cho em út. Rồi sau khi đó mà mấy đứa em nó lớn lập gia đình hết rồi, mà mình thì coi như là lúc đó 30 mấy tuổi mà biết ông này thì mình không còn nghĩ gì hết. Nó, mình nghĩ là mình phải lập gia đình với ổng để mà có cái tương lai thôi, vì mình an ủi ổng thôi. Trời ơi, cô biết ha, ổng đến nhà mình ổng không có cái áo lành ổng mặc, không có cái áo lành ổng mặc. Mình mới kêu em mình nó thợ may đó, nó mua giải về may cho anh hai mấy cái áo sơ mi anh mặc. Tình nghĩa bao nhiêu đó thôi. Đó thì cũng còn an ủi cho những cho những anh mà đi tù về đó, có những hoàn cảnh như vậy thì trong cũng... trong cái bất hạnh của anh thì anh lại được cái hạnh phúc bên chị, là em thấy là cũng đền bù lại cho anh rồi. Nhưng mà sao chị kể chị thương anh quá mà anh ngồi anh khóc vậy. Anh cảm động quá anh khóc. Còn ngồi nhớ lại mấy chục năm trước ha. Như vậy là anh chị lập gia đình như vậy là cũng mấy từ năm 58 đến giờ là cũng biết nhau có 3 tháng thôi rồi cưới. 88 anh chị được mấy cháu được chị? Dạ được 2 cháu. Năm 88 thì cưới nhau rồi cái năm 89 sanh thằng bé. Là sanh thằng bé là coi như là tới năm 94 đi qua đây á. 93 đi qua đây thì 94 sanh thêm đi một cậu bé. Đi gì chị? Dạ đi diễn HO. HO. Dạ. HO mấy thôi chị? Dạ HO đầu tiên là HO 21. Nhưng mà sau á là nó đôn RD đó thì đi HO 17. Dạ, đi sớm đi được là năm mấy chị? 94 hả? Dạ 93. 93. Tháng 5 năm 93. Dạ. Rồi khi mà qua định cư bên này rồi anh chị ở Cali tới bây giờ luôn dạ, hả chị? Dạ, ở Cali luôn tới giờ. Rồi anh chị có sinh sống bằng nghề gì thưa chị? Dạ thì qua đây thì ổng đi đi làm hãng. Còn tôi thì tôi ở nhà. Mà tôi nói trời ơi sao không biết sao nó lạ. Tôi nói với ông bạn bảo trợ, tôi nói trời ơi sao anh Sơn anh đi làm mà mỗi một lần mà chiều á em thấy em nhớ ảnh quá. Thì cô mới qua đây mình thấy nhắn ổng mình nói trời sao thấy nhớ ổng quá, mà bởi ổng cười ổng nói bà thiệt tôi mới nghe bà nói được một câu với anh Sơn vậy. Thiệt mau chiều của mình không thấy ổng mình nhớ. Chắc chị ở nhà quen rồi. À, dạ. Hồi xưa ở nhà đó. Như ở nhà gái mới lớn mà có một người chồng vậy thôi, dạ. Có một mối tình thôi. Dạ. Thiệt. Em chỉ có biết ảnh thôi chứ chưa có biết ai, chưa có quen ai. Coi như nhỏ lớn là chị có một biết mình ảnh thôi. Thì rất là quý cái chỗ đó thì chị. Dạ, bởi vì ổng thương, ổng bây giờ ổng cũng thương em lắm. Trường lắm, trường giống luôn. Quá trường luôn. Thế giờ chỉ có chị. Em xin phép anh chị có những lời chia sẻ với chương trình, em xin phép được đọc nha. Dạ. À, chú Cảnh ở Virginia, chúc quý đài luôn có những chương trình hay phục vụ đồng bào. Em chào anh Cảnh. Gửi lời đến Trang Thanh Lan, Phường Quế, Nghĩa Sửa, anh Sơn, lời tốt đẹp, lời chúc tốt đẹp và thân thương nhất. Yêu cầu hai cô Trang Thanh Lan, Phường Quế hát Mùa Thu cho em của Ngô Thụy Miên. Hai cô nhớ trả nợ, chứ thiếu nợ lâu quá làm chủ buồn. làm chú buồn. Buồn. Hai cô hôm nay mặc áo dài đẹp quá mà khen hoài không thấy cô nào hát hết. Anh Cảnh nói vậy thì không có từ chối được. Anh Cảnh ơi, cái Mùa Thu cho em là em hát tuần rồi. Nhưng mà Phương Quế còn mắc nợ anh cái bài Con Đường Xưa Em Đi đó. Thật ra chút xíu nữa Phương Quế sẽ trả bài cho anh. Dạ vâng, để cho em chia sẻ. Có những lời chia sẻ sau đây của cô Chi ở Georgia. Muốn mua cuốn sách Những Người Tù Cuối Cùng của Phạm Gia Đại thì mua ở đâu?
vì ra nhà sách không thấy bán. Dạ vâng. Kỳ rồi thì chúng em có xin chị cô Chi gọi lại dùm, để số điện thoại cô Chi lại cho các em ở phòng máy, thì Phương Quế sẽ gọi cho chị, hoặc là chị gọi cho Phương Quế ở số 1888 305 7575. Dạ vâng, thì số đó là số của công ty của Phương Quế đó, công ty Slim Now, 1888 305 7575. Thì em sẽ đưa số điện thoại của anh Phạm Gia Đại để chị mua cuốn sách Những Người Tù Cuối Cùng, thưa chị Chi. Và cũng có một lời chia sẻ nữa của cô Tuyết, muốn hỏi cô Phương Quế còn tiệm bán hoa hay không, nếu có thì cho cô số điện thoại để liên lạc. Dạ vâng, tiệm hoa Melody ở Nam Cali với số điện thoại là 714-775-4648, 714-775-4648, chị có thể liên lạc để mà order hoa. Dạ vâng. Dạ, sau đây là lời chia sẻ của chị Bạch Mai ở Florida. Hôm nay chương trình thật hay, thật đặc biệt, em nói thiệt chị Mai nha. Thấy tên chị Bạch Mai là cái tim em nó đập bịch bịch bịch, tại em thiếu nợ nhiều quá. Em chào chị Bạch Mai. Gửi lời thăm anh em trong đài được nhiều sức khỏe. Có lời khen hai cô ca sĩ có áo dài đẹp. Muốn yêu cầu hai cô ca sĩ hát bài Tình Đêm Liên Hoan để tặng chị. Cảm ơn đài luôn có chương trình hay để phục vụ khán giả. Chị Mai ơi, mấy lần trước chị Mai yêu cầu em chưa có trả bài được bài nào hết á. Nhưng mà chị Mai thật là người yêu lính. Thì em chút xíu nữa em hát một bài hát về lính để em tặng chị Bạch Mai. Còn Tình Đêm Liên Hoan này chúng em sẽ về, chúng em sẽ nghiên cứu sau, thưa chị. Cảm ơn chị rất nhiều, thưa chị. Dạ vâng. Sau đây là lời chia sẻ của chú Hiệp Trương, gửi lời thăm hai cô Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế. Chào anh Hiệp. Thăm niên trưởng Đặng Văn Sơn khóa 20 của niên trưởng đàn em, cũng biết rất nhiều vì ông anh ruột của tôi là Trương Ngọc Toàn, cũng là khóa 20 võ bị. Và nghe lời niên trưởng kể thì thấy đời lính niên trưởng lao đao, nhưng cuối cùng ở tiểu khu Gia Định cũng đỡ nhiều, nhưng khi đi tù thì coi như là buồn. Nên tôi nghĩ là tôi đi tù vậy mà còn sướng hơn niên trưởng, vì khi đó tôi chưa có vợ nên không có gì lo lắng cho vợ con cả. Chỉ cần ăn no là đủ. Chúc niên trưởng sớm gặp người con thân yêu, gửi lời thăm nghĩa sữa. Anh này là anh Hiệp Trương ở San Jose. Dạ vâng, anh Hiệp Trương. Cảm ơn Hiệp Trương. Dạ cảm ơn Hiệp Trương. Anh Hiệp Trương cũng hay theo dõi chương trình lắm. Có lời chia sẻ của cô Lan Ngọc, có lời khen hai cô Trang Thanh Lan, Phương Quế mẫu dài đẹp. Cảm ơn chị Lan Ngọc. Tôi có lời kính trọng bà Thiếu tá Sơn, một người đàn bà xứng đáng là con cháu của bà Trưng, bà Triệu. Một người đàn bà yêu chồng, thương chồng, nuôi chồng, nghe hoàn cảnh rất cảm động. Chúc hai em bà hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Dạ, có người thông cảm là khen chị rồi đó, thấy chưa? Dạ. Đúng là người đàn bà Việt Nam mình, chỉ khi mà lấy chồng rồi chỉ có biết phục tùng chồng thôi anh chị. Dạ. Quế trả bài trước đi Quế. Quế dạ dạ cái chút Quế cho qua luôn. Dạ không, không có. Với bữa nay thì chắc chắn là phải hát cái bài hát này rồi. Là tại vì yêu cầu rất là lâu. Anh Cảnh yêu cầu và cũng có một lâu vài quý vị rồi. Yêu cầu. Dạ vâng. Bài hát Con Đường Xem Đi của nhạc sĩ Châu Kỳ và Hồ Đình Phương. Dạ vâng. Em mời anh chị nghe nhạc. Dạ dạ. Pha thứ rồi. Dạ.
trả nợ. Bây giờ tới bài thứ hai, để em cắt nợ nữa là chị Mai con sẽ giận em. Cái bài Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em của nhạc sĩ Song Ngọc. Tại vì em biết chị Mai thích lính, yêu lính và thích nhạc lính. Cũng như tặng quý khán giả của Hùng Việt TV, chương trình Tiếng Hào Phương, các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và anh chị Sơn đây. Dạ, anh tặng cho cuộc tình rất là đẹp của anh chị. Dạ, thiếu tá và phu nhân. Dạ. Son thứ nhỉ. Chị, cái đó là tâm sự của các anh chiến sĩ phải không thưa anh? Yeah. Đúng rồi. Dạ thưa anh chị, sau cái ngày mà anh chị đã cưới nhau rồi đó, thì anh chị cuộc sống anh chị như thế nào? Có khó khăn lắm không anh chị? Dạ cũng. Chị làm buôn bán sinh sống gì để mà sinh sống trong khi anh đi tù về? À hồi trước thì em là mua bán, giống như là mua bán da chai rồi vậy đó. Dạ. Rồi sau khi mà ảnh cưới em rồi đó thì em không có còn mua bán nữa. Em về em tháp tùng với ảnh, em ngồi với cái quán cốc bán với ảnh. Bán cà phê. Dạ. À bán cà phê, bán quán cà phê hả? Quán, cái quán cà phê mà bán cái xe kéo ra kéo vô bán. Nhưng mà sinh sống được không? Dạ. Thì ngồi mấy cái ghế sống. À? Ghế có mấy cái ghế đổ ở ngoài. Ghế đổ. Ở ngoài vòng vòng ở ngoài hành lang của người ta. Dạ. Nhưng mà mấy em nhìn chị, em thấy chị là người đàn bà rất là sốc phát, đảm đang trong gia đình. Thì anh có hãnh diện khi có một người vợ như vậy không anh thưa? Rất là sướng và hãnh diện lắm chứ. Bởi vì sự thật á, là lúc á mà
tôi chưa cưới vợ cưới bà đó, thì tôi giai đoạn đầu chỉ bán trà đá. Cho nên khi mà bán trà đá thì thường bạn cùng khóa nó tù về là mày đi bán nước, mày đi ở tù dài về bán nước nữa. Nước. Đó là cái câu mà bạn bè nay nói. Hỏi ai, nó hỏi Sơn bán nước. Lú tiền có tên Sơn bán nước. Cái danh từ đó chính đi qua đây cũng còn nói. Qua đây gặp bạn bè họp được cho ly trà đá. Tội nghiệp lắm cô, hai cô biết không? Thương lắm. Bởi vì mình ra mình thấy ổng mình rất là thương. Nhưng mà hai anh chị khi mà sanh hai cháu rồi có khó khăn gì trong sinh hoạt không thưa chị? À dạ, sanh hai cháu, sanh một cháu ở bên kia thì mình bán buôn với ổng ở ngoài đó. Trời ơi, con ha, ở trong nhà hả? Nó khóc. Cái thằng con á nó khóc thì cái bác ở gần nhà chạy ra kêu chú ơi chú Năm chú Sơn, thằng nhỏ nó khóc. Tại vì mình ra mình bán với ổng mà trời cũng thương mình mà khi mà ổng cưới mình rồi mình ra mình bán ổng á. Mình bán đắt lắm. Nhiều người người ta tới nói á, mình làm nó ngon đó. Cái nhiều người người ta tới là cà phê đó thì nhờ vậy mà ơn trên cũng độ cho mình có cuộc sống chứ không thôi là mình sao mình sống được. Vậy tôi nói ông này ông tội nghiệp lắm. Mà lúc đó tôi bán thực tế khách nhiều nhất á là toàn là khóa khóa là mấy ông là Việt kiều chế độ cũ mình không hồi nãy đi tù về nữa hay ghé đó. À bạn tù không đó? Bạn tù không á. Anh sang đây anh sang đây có gặp bạn tù anh lại không anh? Có chứ, gặp thường xuyên. Gặp vui quá an ủi lắm. Ảnh bạn nhiều lắm mà nhiều người bạn thương lắm. Rồi cái em mới hỏi sao anh không biết anh đó, nó chờ anh không biết bạn nhiều quá anh không nhớ. Nhưng mà các khóa 20 của anh bây giờ còn nhiều không anh? Các anh còn 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 đông không? Còn cũng cũng đông mấy, ở đây cũng 200. Đông. Đây nhưng mà đông. Ở Nam Cali thì còn nhiều khoảng 40-50. Dạ. Ở đây. Dạ. Nam Cali. Còn ở mấy tiểu bang khác gom lại thì cũng khoảng chừng vài trăm người. Nhưng mà thường thường bởi vì bây giờ thì gần như là nhiều người hết đi được. Dạ. Yếu rồi. Yếu rồi. Dạ. Vì gần phải mấy gần 80 khách. Thường thường các anh họp mặt á, khóa của anh á thì họp mặt ở đâu thưa anh? Chẳng hạn như là năm rồi thì họp mặt ở San Jose. Nhưng mà năm bởi vì 2 năm mới họp chính thức toàn khóa một lần. Thì năm tới nữa thì sẽ họp ở Nam Cali. Ở Orange County. Thường thường là tổ chức Orange County. Rồi các anh ở các nơi về. Ở đây là cái nơi thủ phủ mà thành ra dễ gặp hay là bên Đức đồ nó cũng về. Thì khóa anh rồi những khóa đàn anh của anh chắc bây giờ cũng già yếu rồi chắc cũng đi không nổi nữa. Thưa anh như vậy thì anh có cái câu hỏi nào để mà anh nhắn nhủ với những thế hệ trẻ sau này của mình, con cháu mình không thưa anh? Bởi vì bây giờ thì thực sự là đối với Việt Nam bây giờ thì với một hoàn cảnh mà bây giờ cái tuổi trẻ bây giờ tôi cũng khuyên là nên cái vấn đề nhớ lại nguồn. Nhưng mà cái vấn đề nhớ nguồn là mình việc đầu tiên là nhớ tổ tiên và nhớ tiếng Việt, cần phải học tiếng Việt. Sự thật mà nói khi mặc dù là đất nước bây giờ mình không còn ở trên đất nước Việt Nam nữa, nhưng mà lúc nào mình cũng phải nhớ cái nguồn gốc của mình, đó là tiếng Việt. Mà tiếng Việt còn thì đất nước còn, mà tiếng Việt mất thì đất nước mất. Cho nên là khuyên tất cả tuổi trẻ nên học tiếng Việt và vẫn áp dụng theo cái phong tục tập quán của người xưa Việt Nam, nhưng không bắt buộc là phải theo hết mà chỉ theo một phần nào, thấy rằng cái đó có lợi cho gia đình và tổ quốc là theo. Đó là những lời nhắn nhủ của anh. Và hồi nãy thì trước chương trình cũng như là vào chương trình chúng em cũng có anh cũng có cái tâm sự muốn chia sẻ, tâm sự gia đình riêng của anh cần chia sẻ.
nên mới mượn cái màn ảnh của tiếng hát Hậu Phương, chương trình Đài Hồng Việt để mà chia sẻ những cái tâm tư, tâm tình, cái hoàn cảnh gia đình riêng của anh. Thì cũng có xin phép với chị để cho anh chia sẻ những cái lời nhắn nhủ của anh. Thì mong chị vui lòng. Thì em biết là chị đã vui lòng cho nên là mới mời anh lên trên này cùng với chị. Thì xin anh cho một lời nhắn nhủ nữa, tức dưng là anh nhắn cái số điện thoại của anh để cái người con trai của anh đã thất lạc mà không được gặp nhau, thì có thể là xem cái chương trình này hoặc bạn bè xem thì nhắn lại để hy vọng rằng cậu con trai của anh có thể tìm lại để anh được gặp mặt trong những cái ngày tuổi già sắp đến của anh để mang cái niềm vui đến cho anh. Thì một lần nữa anh nhắc cái số điện thoại và anh có thể nói cái người tên người con của anh nữa. Dạ. Bây giờ ba muốn nhắn nhủ con là con nên cố gắng mà lo cho gia đình, và đồng thời ba muốn liên lạc với con. Con bây giờ thì ba cũng lớn tuổi rồi, cho nên là ba muốn gặp con trong thời gian sắp đến. Số điện thoại của ba là 714-721-5839. Và tên con là Đặng Đỗ Đăng Khoa. Tên gì anh đọc lại lần nữa? Đặng Đỗ Đăng Khoa. Đặng là họ của anh? Dạ, Đặng là họ tôi và họ bà xã mẹ. Tôi và... Bà xã trước của anh á, Đỗ. Đỗ. Dạ. Thì cũng mong Đặng rằng Đỗ. Là... Đặng Đỗ Đăng Khoa. Đặng Đỗ Đăng Khoa. Wow, tên đẹp quá. Dạ. Dạ. Cũng thì mong... nếu mà cháu thì cháu tuổi trẻ... Thì nhưng mà nếu mà các bác, các chú chung quanh cháu mà nếu được cái tin này thì cũng nên khuyên cháu một điều là cho cháu tìm cha để cha con có thể gặp mặt nhau ở cuối đời của anh Sơn. Anh em thấy là anh Sơn cũng là quá nhiệt tình thương con mà rất là đau khổ cái tâm sự của người cha thì Lan Lan rất là hiểu. Không gặp được con với nỗi niềm người cha sẽ tới lúc mà qua đời rồi vẫn còn buồn, thì Trang Thanh Lan nghĩ là quý vị nên tiếp ứng với anh Sơn để tìm lại đứa con của ảnh. Và cô Trang Lan mong là cháu Sơn hãy tìm cháu về Khoa. Với cha cháu Khoa. Cháu Khoa. Cháu Khoa, cháu Khoa tìm về với cha Sơn của mình. Dạ vâng. Sau đây là có một lời chia sẻ của người lính già Tennessee. Trước hết gửi lời thăm hai cô Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Nghĩa Sữa và gia đình thiếu tá Sơn. Người lính già yêu cầu hai cô hát bài Khoa Biển để nhớ lại ngày xưa đi tuần ngoài khơi và tặng tất cả anh em hải quân ở vùng Tennessee. Em coi còn giờ không nha người lính già. Em cảm ơn người lính già nhiều lắm. Nếu không còn giờ thì khất nợ. Thì hát một lần thì được, hát một lần cho 2 phút. Và bài này rất là chậm, quên là rất là nhanh. Đô nghĩa, cha cha nhanh đó. Chứ để khất nợ người lính già cũng hơi nhiều rồi. Ngày xưa em ơi.
Cái mic này bây giờ mới nghe nè, hồi nãy không có nghe gì hết à. Mấy em kỹ thuật bữa nay đó lo làm cho mình hát không có được hay. Rồi cảm ơn các em nhiều lắm lắm. Mình còn 20 phút nữa. Còn 3 phút. Chắc là mình hát cái bài Rồi mình chị hát với cho tụi dạ, em dạ. Nha. Không biết hát dạ. Chị hát cái bài. Cái bài này cũng theo lời chị Bánh Mai yêu cầu nè. Dạ. Trả lời trả nợ luôn đi. Tôi nhớ tên anh mình làm luôn cái bản này luôn. Bài này tụi em sẽ xong ca để kết chương trình hôm nay. Dạ vâng. Vâng, xin mời anh chị gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán thính giả. Vâng. Trước khi dứt lời, tôi xin cảm ơn tất cả các chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý vị khán thính giả, ban Đài Hồng Việt, ban lãnh đạo của Đài Hồng Việt TV, ban kỹ thuật và Phương Hồng Quế và Trần Lan. Dạ, em mời chị gửi lời chào. Dạ, thấy em cũng xin cảm ơn trước hết là cô Trang Thanh Lan với cô Phương Quế. Sau đó thì cũng cảm ơn các em kỹ thuật của đài. Rồi xin cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Hồng Việt TV. Và xin chúc tất cả một mùa Thanksgiving sắp tới. Dạ, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Nhất là anh đã kể lại những cái kỷ niệm của đời binh ngũ của anh cũng như là chị là một người đàn bà quá xuất sắc. Đối với riêng cá nhân của em thì em thấy chị rất quá là dễ thương. Cảm ơn anh chị đã tới với chương trình của chúng em. Chúng ta đã hết giờ rồi. Chúng ta chia tay đây thưa quý vị ơi. Trang Thanh Lan, Phương Quế, chị em, anh Sơn và Nghĩa Sữa. Cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua.
Và bạn bè cùng chúng ta chia tay đây. Hẹn tuần sau cũng vào nhà này 7 đến 8 giờ rưỡi giờ Cali. Kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Dạ. Yeah. Bye bye. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu.